khó tin có thể vỡ kính lái khi thay cần gần mưa. Thay cần gần mưa ô tô khá đơn giản, tuy nhiên nó lại tiềm ẩn rủi ro vỡ kính lái nếu các bạn không cẩn thận. Và đây là nguyên nhân. Khi tháo cần gắn mưa ra để thay thế thì chúng ta còn nguyên một cây sắt ở đây. Lúc này chỉ cần có một lực tác động nhỏ nào đó lên cây sắt làm nó sập xuống kính lái, dẫn tới nứt, vỡ và bể kính. Và các bạn biết đấy, việc thay thế kính lái thì không hề rẻ cũng như mất rất nhiều thời gian. Vậy cách phòng tránh của nó như thế nào anh nhỉ? Cách một là cách đơn giản mà chẳng cần thêm dụng cụ hỗ trợ nào, đấy là khi tháo cần gặt mưa ra. Anh em lưu ý hạ cây sắt này xuống cho nó an toàn ở đây. Điều này sẽ giúp anh em không làm hại chiếc ví của mình. Cách 2 là cách tối ưu nhất, anh em chuẩn bị một chiếc khăn, một chiếc xốp hay vải thừa đủ dày để ở dưới khu vực kính lái này. Để nhỡ may khi đang thay mà sập cần gạt thì cũng không có sao hết. Ui hay quá anh ạ. Anh em đừng quên để lại cho mình một tim để ủng hộ ekip nha.